Mẹ qua nữa không? Ngon thế. Ngon. Đi nhanh lên một tí đi. Xem có người không thì hỏi. Tao qua đây xem bắt. Như này thế nào? Anh vén vén vào trong đấy xem thấy không? Ở trong cổ khổ ấy. Vén bạn trên này xem nào. Khổ quá. Khổ quá. Khổ quá. Sâu này nó cũng nuốt ra đây rồi. Thấy không? Thank you.
Đây này, vào đây tìm xem nào. Sâu sâu à? Sâu để ta vào. Con đá to thế. Bắt đã đủ. Ủa, con đá. Xong rồi tìm theo đây lên xem nào. Quả này kéo chắc nó không đi đường này lên được đâu. Ô mày ơi, có vỏ mía này. Nó đau thế làm sao mà nó ăn được cả vỏ mía. Đây này. Đau rồi làm sao mà nhai được. Thế à, thế đi tìm đi. Đi. Thằng này đâu rồi? À cái bà kia bảo chỉ lên suối này á. Má bảo chỉ lên đây mà. Tay nó chết mẹ ở đâu trôi bố rồi. Sang bên này nhá. Sâu thế này chết trôi ở đâu rồi? Chúng ơi, bên này sâu lắm mày ơi. Mày sang đây đi. Chúng ơi, tao hộ tìm nốt cũng thấy thì thôi á. Họ tìm như anh ơi. Thèm rượu lắm rồi. Sao nó lại trôi nước về nhà mẹ nó lại chửi em ấy. Mẹ nó chửi kia nó. Đường vào này. Ở đó xem đi. Nó xem thấy không? Có đường có vết chân đi không? Không có đâu. Không có thì lên đi. Con này theo suối lên rồi, tìm ra suối lên đi. Và tìm một bên nhá. Con này thần kinh nặng rồi. Chú ơi. Chú ơi. Mày lên tìm xem nào. Mày ơi. Ở đây có cái gì động động này. Nó ở đây sao phải không? Đúng rồi. Sang đây nhanh lên. Đúng nó rồi. Nhưng mà mày dìu nó về cho ta đi. Đúng rồi. Mày này. Mày này. Mày đi đâu mày? Tao tìm mày mấy ngày nay rồi. Ra đây tao bảo. Bỏ cái hùa lên xem nào. Nó làm sao thôi, chạy đi thế này. Chết thôi. À, xuống để né này. Mày bị sao đây? Ngồi, mày bị sao đây? Ra đây đây, tao bắt được tay rồi. Mày hộ tao với. Nó đang đau đầu ấy, đang từ từ thôi. Nó lại chảy máu nữa. Ra đây tao bảo. Ra đây tao bảo. Ra đây đi. Ra đây ta bảo. Ra đây. Ra đây ta bảo. Mày không phải trốn đâu, ra đây. Chúng ơi, chúng đây đi, chị đây. Mày sợ tao à? Chúng này. Đến đây. Từ từ thôi. Mày lên đây tao cõng đi. Lên đây tao cõng. Ai làm gì đâu mà ghê thế. Em đi đâu đấy? Mấy hôm nay đi tìm rồi, vất vả lắm. Anh hay là cho nó xuống, anh bắt nó đi. À, nó đi được, mày đi được không? Đi được, không đi được, sao nó ra đến tận đây? Có như làm mới. Thế để tao gì mày đi. Ờ, nó đi được. Nó đi. Nó đi. Nó đi. Nó đi.
để tao cõng mày đi. Vấp đá ở đây này. Ôi để tao cõng cho nó đi. Ôi nó đi thế này không được. Mày cầm dép cho tao ơi. Dép đây. Đây. Dép rách rồi. Lấy mày cũng rách rồi à? Rách rồi. Bám vào ấy. Ở đây. Mẹ chỗ này mày vấp đá tao ngã. Tao khóc mày cho nhanh thôi. Tao mượn đôi dép mày ơi. Dép rách rồi còn đi tí rồi nhá. Tao có tiền đâu mà trả dép rách. Đây mũ đây. Lấy bằng này đã. Đưa nó về tí cho anh tạm đứng chai rượu nhá. Đi về cho tao tạo con chai rượu nhá. Không tao đưa thằng này về đây. Con rượu buồn nôn đó. Có nước lọc thôi. Nước suối rồi. Có một chỉ uống. Đi em ơi, đi cẩn thận nhá. Bắt đầu em về ngày có rượu uống không? Có thì là nước suối cho uống rồi.
trên kia đi. Mày đi trước đi. Đi theo đường này lên nhá. Đi cẩn thận nhá. Nó gai đấy. Thằng này biết gì dám gai nó cũng dám mà. Đi từ từ thôi. Nhanh lên nhá. Đi đường này. Đi đường này. Thẳng lên thẳng lên. Thẳng lên thẳng lên. Nhanh nhá. Từ nhà nào, lên lên. Cẩn thận không? Cẩn thận không? Ta đi về trước mở cửa nhá. Ừ, chúng ta bánh đo hôm nay chậm. Từ ơi. Giả vơ đi.
của tao ấy. Vâng vâng, để em tí. Con ngồi sang bên này nhé. Ngồi sang đây. Có tí nữa vướng, vướng đường ấy. Bây giờ ba mặt một lời rồi, hỏi vấn đề về thằng này với em như nào ấy. Hỏi cái gì? Mày cho tao hỏi đi. Nó có cái vấn đề gì đâu mà hỏi. Tôi hỏi nhá. Nó với em như. Thôi đi về. Về đi. Không có chuyện gì, về đi. Từ từ để tao hỏi đi. Rõ ràng nhá. Không có hỏi nhé. Về đi. Về đi. Về. Cho anh ở lại đi. Rồi, về đi. Anh đi. Xác ơi, về đi. Không, cho đi hết. Về. Về đi. Về. Về luôn đây. Có anh ở lại đi. Không sao ở đâu. Về đi. Về đi. Nhớ lại đi, về đi. Về không? Có về không? Về không? Về không? Về không? Sáu mà còn đến nhà nữa thì rượu hồn ấy. Sao này có sao không? Đầu. Cứ xem đầu nào. Chắc không sao đâu nhỉ. Em nằm đây nhá, chị đi nấu gì cho em ăn nhá. Đây con này, ra đây nấu gì cho em chị ăn. Mình có bếp nha em ơi. Bé ơi. Suka ơi. Suka. Một ít thôi con này. Con ra đây với mẹ. Bé ơi. Con ngứa hỏng ra đây mẹ gái cho nào. Thế nào. Rồi, đập cái gì của mẹ ra hết này. Tha nào. Úi, đừng. Mà ra đây mẹ gái dùng cho. Một lúc hư nha. Em mũi này hư thật đấy. Mũi đốt em bé à. Em bé quay sang đây mẹ khỏi xem. Quay sang đây. Chà. Sao. Nhìn cái gì đây, xì xì đây. Con nhìn cái gì đấy. Đúng rồi, nhìn cái gì mà đang xì xì đấy. Thử nấu cháo nhá. Nấu cháo cho em với anh Trung ăn nhá. Mẹ ơi, anh Trung yêu. Anh Trung nằm kia kìa. Cho anh Trung ăn nhá. Đúng rồi, nấu cháo cho anh Trung ăn nhá. Đẹp lắm, đừng vẽ linh tinh nữa. Mày cất cái này đi nhá. Thôi mày cất cái đồ này đi. Để dưới quá. Mày cất. Mẹ ơi, đẹp không? Đẹp. Chó là đẹp chi đồ. Đẹp quá.
Thôi ngồi đây thôi, đừng vẽ lên đấy nữa. Đây là nó bẩn hết nhà của mình nhá, chưa bẩn hết cột đây này, lên xì xì à. Wow, đâu còn ngứa chỗ nào đâu để mẹ gái trò ôi dồi ôi trên tay này. Thắm gì mà bẩn hết thế này. Con ở kia kìa. Con lấy gì? Lấy than ở đây đúng không? Và con ra kia con nghịch đúng không? Con hư nhờ. Em bé hư chứ. Em bé giỏi. Em bé giỏi á? Em bé lại tự khen em bé giỏi á? Em bé hư. Không phải em bé giỏi đâu. Ngứa lưng rồi đây này. Mũi đốt đây này. Ôi mốc hết rồi. Đi rửa đã, xong về nấu cháo nhá. Con mình nấu cháo cho ăn chung nhá. Ở đấy chào mẹ nhá, bé nhá. Yên nhá, ngồi yên đây nhá. Làm sao? Em bé nghịch bếp của mẹ phải không? Không. Phải mà. Không phải. Mẹ, làm bẩn hết lên rồi con. Con đi ra kia con lấy cái chổi cho mẹ đi để mẹ quét nhà. Đấy, con nhọn nhem bẩn thế này. Bẩn hết rồi, tí mình tắm nhá, tắm gội rửa nhá. Nào con đi lấy đi, lấy cho mẹ cái chổi kia. Anh nghe, đứng dậy nào, mẹ nhờ tí, đi lấy cho mẹ cái chổi to ra đây. Yeah.
sang chung nhá, với con nhá. Với mẹ với con. Đúng rồi, với mẹ với con. Ủa, sao đen đen này? Rồi quét nhà nó. Mẹ ơi sao? Con ở đây đi, khó lắm đi. Mẹ theo quả nói sang chung á. Đi lau dọn về đi. Lau dọn sang chung này. Đi ra đây với mẹ đi, con đi đâu đấy? Chúng lấy nhá, con thủ đấy, chứa kìa, chứa em gái đấy. Con trắng chân bây giờ, đi ra đây. Mẹ, con. Tí nữa mình tắm sau, đi vào đây, lấy quần áo cho anh chung đấy. Mẹ, con. Con này vào đây đi. Áo của em mình vào trước mua sau này. Thay cho em nhé. Xỏ tay này em ơi. Rồi đúng rồi đúng rồi. Nhấc tay này lên cho chị ơi. Đúng rồi. Tay này lên em ơi. Rồi mặc xong áo rồi. Cái quần nhá. Nhắc chân lên em ơi, nhắc chân nhá. Mua mặc cho em lấy đó, quần áo này tạm đây đó. Áo tràng trước đó. Em đi. Cái gì bé xuống này nè. Nó mắt tôi nè. Mẹ ơi mẹ màu số tốt nè. Có, tí mẹ làm màu cho con nhá. Đâu? Màu ấy. Màu á? Màu ấy. Màu của chúng mới phải mẹ đâu. Em bé ăn nhiều không con? Thổi nhá. Đây đây.
Đây đây đây. Mẹ, anh Trung tỉnh rồi. Anh Trung tỉnh rồi. Em bé này. À, ăn đi. À, thế con tự ăn á, đấy, con tự ăn đấy. Mẹ bón con trước. Con ăn đi. Đây là con. Tại con bẩn đấy. Thì ăn xong mẹ đi tắm cho con nhé. Ngon không? Con tự ăn. Con tự ăn đi, con tự đút vào mồm ăn. Ăn đúng rồi, ngon nhá. Thế nào? Mẹ ơi, con đồ lợn gì ở đây? Đúng rồi, tí nữa mình cho cụt ăn nhá. Con không ăn gì cho chỗ ăn. Anh Trung chờ tí cháu ngồi rồi mẹ em cho ăn nhá. Để con ngồi đây con ăn nhá. Em bảo anh Trung mắt. Em ngồi chân này. Em ơi, chờ tí nữa cháu ngồi chị cho em ăn nhá. Bây giờ cháu còn đang nóng này. Nóng quá. À, bón em mẹ trước hả? Không nghịch nữa. Rồi, em bé ăn xong rồi. Em bé ra đấy ngồi chờ mẹ nhá. Để cho anh Trung ăn nhá. Thấy chưa? Không ăn gì đâu. Em ơi, cố ăn rồi. Mình ăn mấy hôm nay không ăn gì rồi. Em ơi, cố này. Em ơi, cố ăn nhá, còn có sức, mau khỏe lại còn về bảo với mẹ, không mẹ em đi tìm em chết đấy. Cô ăn đi mày. Cô ăn em ơi. Ăn cho mau khỏi nhá. Không có là không có sức đâu. Chị lại lấy thêm cho. Con ngồi đấy cho mẹ một tí. Cho anh Trung ăn đã. Mẹ cho anh Trung ăn đã. Không mẹ, con ăn nhé. Mẹ ăn rồi, mẹ ăn rồi. Ngái đâu. Con ngứa. Con ăn. Con ăn thêm à? Thế mẹ lấy thêm cho con ăn nhé. Cho con ngồi dậy đi. Con ngồi dậy đi, mẹ lấy thêm cho con ăn nhé. Ăn miếng nó hết rồi, cố ăn nhé. Mình không phải. Con buồn ngủ à? Con chờ mẹ đó nhé. Thật chờ mẹ lắm, mẹ cho anh món anh Soan ăn chung nốt miếng này nhá. Rồi, lấy bát khác nhá. Nốt miếng này cho anh Trung là hết rồi. Trung ơi. Rồi, đi, lấy bát khác cho anh Trung nhá. Lấy cho mẹ nhá.
thế này có anh. Có nốt nha em ơi. Cắt hết rồi. Phải làm hình như thế này. Thì nó chị nhập nước rồi đun cho em uống. Nó làm đau nhé, em có đau không? Em đau đầu à? Cố ăn thêm đi. Thịt tròn ngấy nước rồi em ạ. Cố ăn nốt nhé. Em ơi. Hết rồi em nhé. Cố ăn. Lâu lắm rồi không lấy cái gì cho nó ăn, thôi để tận này cho cụt đi, mình ăn mình nhớ hết rồi. Mấy hôm nay nó không được ăn gì rồi, chắc nó đói lắm rồi. Thank you.
bếp này chứ. Để sáng thứ hai đứa này ăn xong bếp tắt luôn. Chị đi lấy thuốc nhá. Chị đi hái thuốc nam về để đưa nước uống cho em nhé, cho đỡ đau nhá. Có đau nhiều không? Em bị đau. Đau ở đâu ấy em ơi? Cho chị xem này. Chỗ vết thương này á. Ừ. Chị xem vết thương cái. Em xem vết thương. Còn đau nhiều không em, để chị đi lấy thuốc nhé. Chị đi lấy thuốc và chị đun nhé. Em nằm đây cố chờ chị một tí. Chị đi lấy thuốc đã. Cái gì? Có mùi không? Cái này không biết có phải bánh linh chi không nhỉ? Biết có phải không nhỉ? Biết có phải không? Có vân vân này. Chắc cây này là loại non rồi, chưa già. Mà đẹp hết. Cái loại mà không lấy nữa. Mày hỏi cây rồi. Thank you.
cho uống. Thuộc xung quanh nhà dấu hiệu có uống thử bằng ngày trước đã xem có đỡ không nhá. Nhưng mà đỡ thì làm sao mình ra lấy tiếp. Nhiều về sợ không hợp thuốc chết với bằng này thôi. Nhớ đâu sợ em không hợp thuốc. Nó mai hợp thuốc đỡ đau đầu rồi mình lấy thêm tiếp. Thì trông con nữa thôi. Ui, trời ơi, thế lạnh lắm. Thank you.
nắng thế nhỉ, mệt miệng luôn á. Nước sôi luôn. Đau quá. Được rồi đấy. Để đây thì cho nguội. Chắc phải thổi cho nguội này. Nhấp được không anh? Uống thêm tí nhé. Cậu uống là nó mới đỡ đau. Nghỉ một tí đó. Thế thương em còn đau không? Em ơi, cố nốt đi này, còn một ngụm nữa là hết rồi. Cố xem để mai có đỡ đau đầu không nhá. Em nằm xuống nhé. Có gì đâu, chị có cơm trắng với cháo trắng cho em ăn thôi. Ăn cơm rau với chị nuôi em. Em nằm xuống thì không phải lo nghĩ gì đâu nhá. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em nằm đây nhá, không phải lo nghĩ gì đâu. Chị nuôi em được